Xin chào tất cả mọi người. Video này Megan cùng Bách khui thùng và cập nhật nhanh về mẫu BM7005. Đây là một cái con amply phân khúc tầm trung có tích hợp DAC và nó sẽ hỗ trợ cho các anh khai thác nhạc số trực tiếp từ Smart TV qua cổng Optical, rồi khai thác nhạc số từ máy tính qua cổng USB PC. Đây là hai cái kết nối rất quan trọng và bây giờ Bách thấy rất là nhiều anh cần tới ha. Có một điểm đặc biệt là về cái mức giá bán á, thì như đã chia sẻ với các anh trong cái video trước, những sản phẩm về trong đợt cuối năm vừa rồi và đầu năm nay á đều có mức giá giảm hết nha. Những cái sản phẩm từ Nhật á, còn thị trường châu Âu thì Bách không rành, Bách không biết. Những cái sản phẩm từ Nhật về đều có mức giá giảm so với tháng 10 trở về trước, tháng 10 năm rồi á. Thì cái con này nè, con 7005 này, thì hồi tháng 10 trở về trước với tình trạng máy nguyên thùng và máy đẹp như vậy á, sẽ có giá bán là 17 triệu rưỡi. Hiện tại nó chỉ còn 15 triệu rưỡi thôi các anh. Rất là dễ chơi rồi ha. Và cái con này với mức giá 15 triệu rưỡi á, thì các anh có thể so sánh với những cái dòng âm ly của cái thương hiệu khác. Ví dụ như là Denon chẳng hạn. Denon thì các anh có thể mua được 2.000, 2.025 mã. Rồi 1.500 SE, AE chẳng hạn. Nhưng mà những cái con đó thì nhìn chung nó ngang phân khúc với con này. Nhưng nó sẽ không có tích hợp DAC ha. Đó, thì cái này là một cái điểm cộng rất là lớn. Bây giờ mời các anh cùng Bách khui nó ra để kiểm tra tình trạng của nó xem sao. Đối với những cái sản phẩm còn nguyên thùng như thế này thì đầu tiên chưa nói về cái mặt khai thác và đáp ứng của nó đối với cái nhu cầu của mình như thế nào, nhưng mà thực sự mình nhìn rất là thích ha các anh. Đó, đối với những sản phẩm đã qua sử dụng mà nó còn cái tình trạng như thế này thì rất là ok nè. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có catalog ha. Thì ở bên trong catalog nó sẽ có cái thông số chi tiết về kỹ thuật máy móc á, lát nữa Bách sẽ quay kỹ cho các anh xem. Rồi, ở đây là remote trên nguyên bản. Đây là dây nguồn. Dây nguồn theo máy của những con Marantz là dây nguồn hai chấu nha các anh. Nó sẽ có hai cái lỗ cắm thay vì ba lỗ như là những con Denon. Rồi ở đây là shop mút nguyên bản đầy đủ ha. Và cái người chủ cũ người ta cũng khá là kỹ lưỡng này. Những cái này người ta giữ lại hết. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó ra ngoài để các anh quan sát tỉ mỉ hơn. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Thì đầu tiên các anh quan sát tỉ mỉ về gương mặt ha. Con này Bách nhìn thoáng qua rồi, rất là mới luôn. Đó, các anh có thể quan sát từng đường nét góc cạnh trên gương mặt này. Gần như chúng ta không có bất kỳ một tì vết nào cả. Và con này rất mới luôn nha. Con này rất là mới luôn. Đó. Có nhiều con máy nó còn nguyên thùng nhưng mà nó lại không mới. Còn con này thì lại rất là mới nè. Đó, các anh có thể thấy. Tuyệt vời ha. Không có gì để chê cả. Rồi, từ các cái đường phay xước trên các cái nút chỉnh âm lượng nè. Nút chọn cộng tín hiệu đầu vào. Các cái nút hiệu chỉnh cho tới bề mặt chữ nghĩa. Nói chung con này gương mặt cho 10 điểm. Riêng về gương mặt cho 10 điểm. Khẳng định với các anh luôn, chắc chắn là anh nào kỹ tính máy cũng không thể chê được. Nó giống y chang máy mới vậy. Đây là phần nắp lưng ha. Thì các anh có thể thấy là cái bề mặt sơn của nắp lưng này, nó gần như là hoàn hảo. Gần như chúng ta có thể nói là hoàn hảo. Sẽ không có gì để chê trách cả. Cái ốc vít này còn rất mới luôn, rất là sáng màu. Đó. Thì những cái con này Bách thấy là nếu như anh nào vừa trải nghiệm âm thanh, vừa sưu tầm thì mua những con này rất là xứng đáng. Đó. Không có gì để chê, không có gì để chê ha. Ở đây là cái phần mặt sau của nó, để các anh quan sát luôn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái hàng cọc loa. Và về tình trạng này, các anh thấy góc cạnh đường nét 10 điểm, không có gì để chê hết. Rồi, ở đây là cái phần cọc loa của nó ha. Thì những cái dòng này á, nó hướng đến cái chất lượng âm thanh nhiều hơn. Nó sẽ không hỗ trợ cho các anh đánh hai cầu loa giống như là những cái mẫu như là 7003 hoặc là 7004. Thì cái con này nó loại bỏ những cái tính năng phụ đó đi. Thay vào đó thì nó tích hợp cho các anh một cái bộ DAC như thế này. Thì ở đây là cái cổng optical mà chúng ta thường dùng nhất. Đó, các anh có thể thấy ở đây. Ở đây là cổng USB DAC hay mình còn gọi là cổng USB B hay là cổng USB PC á. Thì cái cổng này nó sẽ hỗ trợ cho các anh kết nối từ cái máy tính vào cái thiết bị giải mã của cái con 7005 này. Đó, thì các anh có thể hiệu chỉnh nhạc số ở trên máy tính rất là thuận tiện ha. Nó vượt trội hơn nhiều so với cổng optical. Nếu như anh nào mà có sử dụng máy tính rồi có thể nghiên cứu và khai thác cổng này. Chất lượng âm thanh nó khác lắm các anh, hay hơn nhiều. Ở đây là cổng Bono, rồi những cái cổng kết nối tín hiệu đầu vào này. Và các anh có thể thấy ha, tình trạng của nó, dù là những cái cổng mà có mạ vàng hay không mạ vàng thì nó còn rất mới luôn. Để xem là con này sản xuất năm bao nhiêu ha. Con này thì sản xuất năm 2016, tới thời điểm hiện tại thì nó được khoảng 6 năm rồi. Nhưng mà các anh có thể thấy là người chủ cũ người ta bảo quản cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn. Không có gì để chê hết. Con này thì cũng được sản xuất tại Nhật chứ không gia công tại nước thứ ba. Ở đây là cái phần phụ kiện của nó, remote. Rồi, cái này là remote của nó ha. Thì tương tự với máy thôi. Bách nghĩ là chắc người chủ cũ người ta cũng chưa có xài đâu các anh. Các anh có thể thấy ở trên này nó cũng không có dính cái vết ố này, không dính bụi luôn.
và ở mặt sau thì hầu như không có dấu cày. Thì Bách không biết là cái con này ở người chủ cũ bên Nhật người ta có xài được bao nhiêu hay không. Ở đây là catalog của nó, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm cái phần thông số kỹ thuật chi tiết ha. Catalog của nó tiếng Nhật không à các anh? Thì bây giờ mình tìm một vài cái thông số của nó thôi. Rồi ở đây các anh có thể thấy rất rõ ràng ha, cái con máy này nó sử dụng điện 100V này, tại vì nó là hàng nội địa của Nhật mà, đâu phải là hàng xuất khẩu đâu. Công suất tiêu thụ của nó là 170W. Và đây là một cái điểm rất đáng lưu ý nha các anh, để ý nè. Nếu như mà các anh sử dụng âm ly ở phân khúc tầm trung của Marantz và Denon á, các anh sẽ thấy Denon công suất tiêu thụ lúc nào cũng lớn, còn Marantz thì công suất tiêu thụ nó rất là nhỏ nha, nó rất là nhỏ. Nhưng mà công suất đầu ra thì tùy phân khúc, mỗi phân khúc nếu như mà cùng cái phân khúc á thì cái mức công suất đầu ra nó ngang ngang nhau thôi. Thì ví dụ như con này công suất đầu ra của nó là 60W một kênh nếu như mà các anh khai thác ở trợ kháng 8 ohm, còn đối với trợ kháng 4 ohm thì nó sẽ có công suất đầu ra là 80W một kênh. Đó, rất là rõ ràng ha, đây là thông số chính xác. Tại vì á, có những con máy nó không có cái catalog này, thì khi mà bác chia sẻ về cái thông số kỹ thuật, các anh nói là nói khống, nói nó không có căn cứ. Cho nên là những con mà nó có catalog thì bác sẽ mở ra để các anh xem và kiểm chứng luôn. Rồi, cái này không biết là có nên mở ruột gan ra không ta, tại vì bác thấy mới quá, không biết có cần hay không. Thôi mở đại đi ha. Ở bên trong của con 7005 này các anh có thể thấy rất là mới, và như lúc nãy Bách có thắc mắc á, là gần như cái người chủ cũ người ta chưa có xài hay sao các anh. Hầu như là ở bên trong này chúng ta không thấy có bụi luôn nha, hầu như là không có bụi luôn á đó. Kể cả trên cái lường này các anh cũng thấy, và tất cả các cái chi tiết máy này, kể cả cho tới cái đường cắt của các cái lát nhôm này nó cũng vậy, rất là sáng màu và nó không có dấu hiệu bị đen luôn á. Tại vì nhôm nó rất là dễ bị oxy hóa các anh, thường thường là nó không có bị sét bị ten, nhưng mà những cái con máy mà có sử dụng nhiều rồi thì nó cũng ngã màu, nhưng mà cái con này hầu như là không có dấu hiệu ngã màu luôn nha. Ở đây là cái bộ DAC của nó nè. Đó, một cái bộ DAC rời nó đặt riêng biệt như thế này so với tất cả các cái thiết bị và cái bộ phận linh kiện khác. Các anh có thể thấy là nó đóng trong một cái hộp như thế này để mà giảm cái tình trạng bị nhiễu tín hiệu ha. Đó. Cực kỳ đẹp luôn, con máy này cực kỳ đẹp luôn, gần như mới vậy, không có gì để chê cả. Ở đây là tăng phô cấp nguồn nè, phần bo phụ. Ở đây là hai cái tụ cấp nguồn rất là lớn, và đây là bộ men khuếch đại công suất của nó. Rồi, tuyệt vời ha. Nói về hình thức, con này 10 điểm, không có gì để chê cả. Đối với những sản phẩm đã qua sử dụng thì gần như những cái sản phẩm như vậy là like new rồi, như mới rồi. Rồi. Thì sẽ có rất nhiều anh thắc mắc và gửi tới cho Bách những cái thắc mắc, ví dụ như là ghép với cái gì thì hợp, và nghe nó hay hơn con này hay hay hơn con kia hay không. Thì bây giờ Bách xin trả lời như thế này, có nghĩa là ghép nó có hợp hay không thì Bách chỉ dám nói với các anh là về cái thông số kỹ thuật nó có thể đáp ứng được hay không thôi. Chứ còn nó hợp hay không hợp á, nó còn tùy gu của mỗi người nha. Bách phối ghép rất nhiều bộ rồi, và Bách để ý á, có cũng một cái bộ phối ghép đó sẽ có anh rất thích, sẽ có anh rất ghét. Thành ra là mình không biết được cái sở thích của mỗi khách hàng nó như thế nào, hợp hay không hợp. Cái đó Bách chỉ dám tư vấn về cái mặt thông số kỹ thuật và cái khả năng đáp ứng của nó. Còn cái thứ hai nữa là ví dụ như nhiều anh sẽ so sánh con này với con 1500 SE chẳng hạn, tại vì hai con ngang giá đấy. Thì cái này Bách chỉ có thể nói là những cái con Denon á thì nó thiên về cái âm trầm, cái tiếng bass của nó nhiều và dày đấy. Còn những cái con Marantz á thì ba cái dải âm sắc của nó đều nhau, ở cái phần trung âm nó cũng rõ tiếng, dải cao nó cũng lên tốt, nhưng mà cái dải âm trầm của nó cũng không có quá sâu để mà không tạo cái sự khó chịu. Nói chung là nó đều dải, so với âm ly Denon thì thiên về âm trầm, thì cái con này nó đều dải hơn rất là nhiều đấy. Thì Bách có thể tư vấn cho các anh về cái yếu tố đặc trưng của mỗi dòng âm ly nó như thế nào thôi, để các anh có thể tự so sánh. Ví dụ như các anh thấy là dàn âm thanh của mình đang bị thiếu hay đang bị bí bách ở cái dải nào thì chúng ta tìm một cái mẫu âm ly khác để mà thay thế cho nó hài hòa hơn. Chứ còn không thể nói là ở con này hơn con kia được, không thể nói như vậy. Cái đó Bách nói thật sự ha. Thì Bách cũng sẽ không trả lời được những cái câu mà ví dụ như là các anh muốn so sánh con này với con kia con nào hơn nhau á thì rất là khó. Đấy. Rồi, con này với tình trạng như các anh vừa quan sát ha, đầy đủ phụ kiện, con máy như mới, không có gì để chê cả. Và nó sẽ hỗ trợ cho các anh đáp ứng rất là tốt cho những cái đôi loa ở phân khúc tầm trung này. Và cái thứ hai nữa là nó hỗ trợ cho các anh khai thác nhạc số rất là thuận tiện, không có cần phải sử dụng DAR. Nói về cái mức giá bán là 15,5 triệu, nói về độ đẹp không phải bàn, và nói về sự tiện dụng á, thì các anh có thể so sánh một cái bộ DAC rời của các cái thương hiệu cao cấp như là Marantz hoặc là Pioneer. Thì bây giờ các anh mua rời một cái bộ DAC cũng phải trên dưới 5 triệu rồi, nếu như bèo nha. Chứ còn những cái bộ như là
USB 300 của Denon chẳng hạn, thì giá của nó cũng rơi vào 9 triệu, gần 10 triệu rồi. Thì các anh không thể nào mua được thêm một con Ampli phân khúc tầm trung nữa. Thì với cái mức giá 15 triệu, các anh vừa có Ampli, vừa có một bộ DAC như thế này, không có gì phải bàn ha. Rồi, nếu anh nào có thêm bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu gì, vui lòng liên hệ với Bách qua hai số điện thoại Bách để ở đầu và cuối video ha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh trong các video lần sau. Có một vấn đề này nữa, chia sẻ dài dòng chút xíu. Tại vì bữa nay nó gần Tết rồi, cho nên là lúc chiều á, bưu điện người ta có thông báo với Bách hôm nay là ngày mấy ta? Hôm nay là ngày 12. Thì bưu điện có thông báo với Bách là những cái đơn hàng mà gửi từ Sài Gòn ra các tỉnh phía Bắc á, thì bắt buộc là phải gửi nhanh chứ không gửi chậm. Mức giá của sản phẩm là không bao gồm tiền phí vận chuyển ha. Và cái này các anh có thể cân nhắc về cái mức tiền cước vận chuyển, nó dao động từ khoảng 400 ngàn á. Đó thì cái này các anh cân nhắc ha, đối với các anh ở các cái tỉnh xa xa Sài Gòn đó. Hoặc là nếu như các anh có xe khách quen á, các anh có thể báo với Bách để Bách hỗ trợ, Bách mang ra cái xe đó cho các anh đó. Như vậy ha, rồi xin chào các anh ạ.